Mới đầu năm nay thôi thì Intel có ra mắt dòng chip Intel Core Ultra và nói rằng là đây là thay đổi lớn nhất trong suốt 40 năm lịch sử của hãng. Và tại sự kiện Computex 2024 thì Intel lại tiếp tục ra mắt một dòng chip mới Intel Core Ultra 2 và nó lại tiếp tục thay đổi chóng mặt so với cả những gì mà Intel đã công bố vào hồi đầu năm. Và để mà cho các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất thì bây giờ mình sẽ tóm tắt nhanh một số cái ý chính rồi lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn vào từng thành phần một nên là anh em cứ từ từ nhá. Thứ nhất Dòng chip mới này nó sẽ có hiệu năng CPU P-core tăng 14% và E-core nó tăng lên tới là 68%. Hiệu năng GPU tăng 50% và chip NPU có hiệu năng AI tăng gấp 3 lần và tổng thể con chip nó sẽ tiết kiệm hơn 40% so với cả phiên bản tiền nhiệm. Thứ hai là kích thước của dòng chip mới này nó cũng sẽ lớn hơn hẳn bởi vì Intel đã chính thức đưa chip nhớ RAM LPDDR5X 8005 vào thẳng đáy chip. Sẽ có hai phiên bản RAM là 16GB và 32GB. Và với cách thiết kế mới này thì Intel có chia sẻ nó sẽ giúp tiết kiệm năng lượng dịch chuyển data hơn 40%. Thứ ba là cấu trúc các nhân lại thay đổi. Intel đã loại bỏ các nhân Low Power E-Core và bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn 4 nhân E-Core và 4 nhân P-Core. Nhiều khi mình thấy rằng là Intel vẽ ra rất là nhiều lý thuyết Họ tự đưa ra cái cách mà một con chip nên được phát triển là như thế nào Xong rồi lại tự bỏ đi Như kiểu là mỗi năm ngoái đưa ra con chip mới là Low Power E-Core Xong rồi bỏ đi Hay là bây giờ cũng bỏ luôn công nghệ Hyper Threading Mà nhiều khi mình còn nghĩ rằng là cái dòng laptop Intel Core Ultra mới ra mắt vào hồi đầu năm Nó cứ như là một cú lửa vậy Nó mang ý nghĩa là thay đổi hoàn toàn 40 năm lịch sử của hãng Nhưng mà cuối cùng nó cũng chẳng đạt được cái tiêu chuẩn Curve Love Plus PC của laptop AI thế hệ mới Tất nhiên là các dòng laptop Intel Core Ultra ra mắt vào hồi đầu năm nó vẫn rất là ngon Pin trâu và cả đồ họa tích hợp nó rất là mạnh mẽ nhưng mà chỉ sau có hơn vào khoảng là nửa năm, chúng ta đã có một phiên bản có hiệu năng mạnh hơn hẳn và thay đổi hoàn toàn cái cách thiết kế của một con chip. Và theo như một số thông tin mà mình nhận được thì những dòng laptop mà được trang bị chip Intel Core i2 này nó sẽ được ra mắt vào cuối quý 3 hoặc là đầu quý 4. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu mua những chiếc laptop mới nhất thì có thể ghé qua SevenS nhé Hiện tại 7S đang có 116 cửa hàng trên toàn quốc mang đến những chiếc laptop có mức giá rất là tốt từ các thương hiệu nổi tiếng đặc biệt là Selfness còn có chương trình S Student giúp cho các bạn học sinh sinh viên mua laptop và đồ công nghệ với mức giá hấp dẫn và mọi thông tin chi tiết về chương trình S Student cũng như là các mẫu laptop mới nhất được giảm giá thì mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả để mà cho các bạn tham khảo kỹ hơn nhé. Rồi quay trở lại video thì bây giờ mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về việc là Intel đã làm gì để mà đạt được những con số ở đầu video nhé. Nói về việc loại bỏ nhân Low Power E-Core trước, thì về lý thuyết các nhân này nó sẽ nằm riêng so với cả khu vực E-Core và P-Core. Nó chuyên để xử lý các tác vụ nhẹ nhàng mà không cần đẩy tiện vào khu vực của E-Core và P-Core. Tuy nhiên thì có vẻ như là cách làm này nó không hiệu quả, vì chính Intel cũng có chia sẻ rằng là với phần mềm Teams đi, tác vụ vẫn cứ phải nhảy qua nhân P-Core để làm việc. Vậy nên thì Intel đã xử luôn nhân Low Power E-Core này sau đúng là khoảng là hơn 6 tháng để mà đổi lại cấu trúc mới 4 nhân E và 4 nhân P. Với cấu trúc mới này thì tác vụ nó cũng sẽ đi vào các nhân E-core trước rồi mới tới các nhân P-core sau nếu như mà nó cần hiệu năng mạnh mẽ hơn để mà xử lý. Và quan trọng là tác vụ nó sẽ giữ lại được ở nhân E-core tốt hơn so với cả trước đây. Như ví dụ các bạn đang xem ở đây là phần mềm Teams của Microsoft Nó được giữ lại ở các nhân e là tốt hơn Và Microsoft cũng có chia sẻ là Teams nó hoạt động hiệu quả hơn 35% so với cả trước đây Và cả Intel và Microsoft cũng đều nhấn mạnh rằng là đây chính là chìa khóa Để mà giúp cho những chiếc laptop mà được trang bị chip Intel con tra 2 Có thời lượng pin tăng lên Bởi vì nhiều tác vụ hơn được giữ lại ở các nhân e Mà không cần đẩy điện vào nhân p nếu như mà không cần thiết Và từ đó thì thời lượng pin tăng lên rồi, còn lý do vì sao mà Intel loại bỏ hyper threading là bởi công nghệ này nó sẽ ăn nhiều điện hơn. Công nghệ hyper threading vốn được sinh ra là để xử lý các tác vụ đa luồng nó tốt hơn. Và điều này thì các nhân e core bây giờ nó cũng đã góp phần xử lý được khá là tốt rồi. Nên là hyper threading dường như là không còn có quá nhiều ý nghĩa ở bên trong cấu trúc chip hybrid e core p core nữa. Đặc biệt ở trên một chiếc ultrabook mỏng nhẹ luôn cần tối ưu điện từng chút một, từng chút một. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về việc là Intel đã làm những gì để mà tăng được mức hiệu năng là như vậy với hiệu năng E-Core thì có một điểm mà mình thấy rất là buồn cười là Intel so sánh nhân E-Core mới có tên là Skyman với cả nhân Low Power E-Core của bản Intel Core Ultra năm ngoái rồi nó là hiệu năng IPC tăng 68% đúng ra để nhân E-Core thì phải so sánh với cả nhân E-Core chứ sao lại so sánh với cả nhân Low Power E-Core thì nó không chuẩn lắm đúng không ạ? Nhưng mà qua đây thì cũng thấy được rằng là cái hiệu quả tính toán của chip E-Core Skymon mới nó được cải thiện lên một cách cũng rất là đáng kể đấy với cùng mức hiệu năng thì nó ăn ít điện hơn gấp 3 lần và tất nhiên do đó hiệu năng cho ra nó mạnh mẽ hơn hẳn rồi và mạnh hơn tới 1,7 lần với cùng mức điện và chung cuộc thì hiệu năng đơn nhân của eco mới nó mạnh gấp đôi so với bản Low Power eco trước đây Nói về độ mạnh thông qua cái bảng này thì mình thấy rằng là nó không thực sự rõ ràng vì so không cùng hệ quy chiếu nên là cái này mình thấy rằng là rất dễ gây ra hiểu lầm còn khả năng tiết kiệm điện thì có thể là tạm tin bao giờ có sản phẩm chính thức thì mình sẽ làm rõ điều này hơn nhá còn các nhân P-Core bây giờ nó cũng tăng 14% ở hiệu quả tính toán. Thực ra mình thấy rằng là các nhân P-Core tăng lên cũng không có gì đặc sắc lắm. Vì đơn nhân của bản P-Core năm ngoái nó cũng chưa phải là dạng quá là mạnh. Nếu như mà so với cả hiệu năng đơn nhân của Apple M3 ấy, thì còn thua khá là xa. Về GPU thì đây lại là một thành phần rất là đáng chú ý nhé. Năm nay thì Intel lại sử dụng một kiến trúc mới đặt tên là XE2 và hiệu năng GPU nó tăng 50% so với cả phiên bản năm ngoái. Năm ngoái đã tăng 50 cho đến 70% rồi, năm nay lại tăng 50% tiếp khá đấy Ngoài ra thì khả năng xử lý AI của bản GPU này nó cũng đạt 67 TOPS Tiện nói luôn về khả năng xử lý AI thì con chip NPU mới nó cũng đạt 48 TOPS Nghe số này thì chắc là anh em nào mua phiên bản Intel Core Ultra hồi đầu năm cảm thấy đứng hình luôn Vì cái bản đầu năm ấy nó có 11,5 TOPS à <laughs> Ngoài ra thì Intel Luna Lake mới nó cũng đi kèm với một số những tính năng khá là thú vị Như là bổ sung định dạng video H266 này rồi Wi-Fi 7 hay là Bluetooth 5.4. Mấy cái này thì mình chỉ nói qua qua thôi vì nó chưa có quá là nhiều ý nghĩa trong điều kiện sử dụng thực tế. Khi nào mà có sản phẩm và dùng thấy hay thì mình sẽ nói kỹ hơn ở trong các video đánh giá chi tiết sau nhé. Rồi, tóm lại thì mình thấy rằng là hiệu năng của Intel Lunar Lake là có tăng. Nhưng mà ấn tượng nhất vẫn là một loạt các thay đổi để mà tối ưu năng lượng lên một tầm cao mới như là cái cách đặt chip RAM khác này hay là cái cách xử lý tác vụ kiểu khác thông qua việc loại bỏ hyperthreading và loại bỏ các nhân low power e-core Trung quy lại thì cũng chỉ để hướng tới một phiên bản laptop X86 có thời lượng pin là tốt hơn. Còn về cái phỏng đoán của mình ấy thì có thể là những chiếc laptop được trang bị chip Intel Core tra 2 này nó sẽ có thời lượng pin tăng lên hơn nữa. Nhưng mà liệu nó có ăn đủ ít điện, đủ mát được đến cái mức mà quạt gió không cần chạy một chút nào? Hay là không, dù các bạn edit video hay là làm việc hơi nặng hơn một chút thì máy nó vẫn cực kỳ là yên tĩnh hay là không và cực kỳ là mát hay là không thì cái này mình chưa thấy rằng là Intel đưa ra bất kỳ một cái thông tin gì về công suất điện tối đa hay là TDP của những dòng laptop mới này thì cái này chúng ta sẽ phải chờ đợi thôi. Cá nhân mình thì mình mong muốn rằng là có những cái chiếc laptop chỉ ăn vào khoảng là 15W thôi, dưới 15W thôi và quạt có như không ấy thì lúc đó thì nó sẽ toàn diện hơn. Rồi và hi vọng rằng thông qua video ngày hôm nay thì mình đã cập nhật được cho các bạn một số những thông tin chính về những dòng chip mới của Intel cũng như là về tương lai của laptop trong thời gian tới. Và nếu như các bạn muốn mua những chiếc laptop mới nhất thì đừng quên ghé qua 116 cửa hàng của Cellnet trên toàn quốc nhé. Mọi thông tin chi tiết về chương trình S Student mới nhất cũng như là những chiếc laptop đang là giảm giá nhân dịp Back to School thì mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả để mà cho các bạn tham khảo kỹ hơn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và Hẹn gặp lại!